clip câu cá đấy. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình các bạn. Mai anh em mình đi câu cá các bạn ạ. Đây mình anh em mình đang ngoài câu cá ngoài mương này. Hôm nay trời vẫn là mưa nhiều, nước lớn các bạn. Anh em mình đi câu cá về. Khó lắm. Không biết hôm nay nước như này không biết anh em câu được con gì không? Này nước khá là đục, không biết là đây câu liệu có thành cá câu. Đấy. Mình đang câu ở con mương gần nhà các bạn. Này mưa rất nhiều, nước lớn. Giờ toàn rô phi là chính. Giết các thứ là tuyệt chủng rồi. Cá ít lắm. Ngày xưa câu toàn cá giết. Ngày xưa thì mương thì lắm, cá rô mới cả chê nhiều loại lắm. Bây giờ chủ yếu là rô phi thôi các bạn. Ngày nước lớn này không biết câu được con gì khác ngoài rô phi không. Chứ bình thường thì rô phi là nhiều các bạn. Đây các bạn mồi mình đã làm ngồi câu. Ngồi câu kiên nhẫn các bạn. Đi cả sáng chả được câu nào. Ngồi khi đi câu thời gian ngồi tỷ phú thời gian nên có thời gian đi câu các bạn ạ. Hôm nay câu về được con gì mình sẽ xào các bạn. À đây, này thành quả mình câu hơi quá tí các bạn. Đây, sau khi mình câu về làm sạch thì mang ấy ạ. Cho vào tay sát. Ướp xả ướt các bạn. Ướt cả bước hôm nay mình sẽ làm con cá hấp. Đây được vài con cá quả, cá chuối, một con rô phi và một con cá trôi các bạn. Hôm nay câu không được nhiều lắm này, nhưng mà lần này thôi là cũng đủ anh em ngồi lai dai chứ các bạn. Đây các bạn nhìn xem này, một tối út tơ đùng này, hành xả các kiểu luôn. Hôm nay mình đã làm nó là siêu cay các bạn. Đây ớt một túi ớt tí mình đấy hành xả kia. Đây chỗ này là mình cho khoảng 20 quả ớt rồi bạn. Bục tất đấy, hành xả. Để cho vào ướp cá cho thơm các bạn. Cho nó thơm. Đấy. Đấy, mình cho đầy đủ vào cá bạn. Mấy con cá quả này hơi nhỏ này. Hôm nay câu gặp bản nữa. Thơm nó ngon. Mấy con nhớ nhớ đây, để cá quả con thôi các bạn. Hay gọi cá chuối bên trong Nam thì các bạn ấy gọi là cá lóc đấy. Cá lóc hấp, cá này là món cá hấp lu. Này mình cho để lu hấp các bạn. Mấy con đây thì cứ nhét vào thôi. Rồi nhìn mấy con cá rồi. Ngon pết rồi đấy. 3-4 con chuối. Chuối con. Bé ăn ít, to ăn nhiều. Một con cá to, một con rô phi. Ngày này cho hấp. Cho thơm lưng đi được không? Mắc xả ớt đi. Ăn tẹt bô rồi. Món cá hấp siêu cay các bạn. Này là một đàn cá. Này đúng là một tổ ấy thôi. Nhìn được một tổ luôn. Hôm nay anh nhanh buông cái làn cá tổ luôn các bạn. Đầu làn. Cho nồi hấp. Đi câu cá thập cẩm đấy. Cho đây. Bia vậy. Đây là cái nồi các bạn ạ. Các bạn biết nồi gì không? Đây là cái lu các bạn. Đây mình cho bia vào và lót bát ở dưới khỏi kê các bạn. Cá hấp bia. Chưa ăn cá xay bia rồi. Đấy gọi là mình đã phải hy sinh một cái đĩa rất đẹp để cho nó vừa cái lu rồi các bạn. Đấy, đặt cá vào trong rồi các bạn. Cho ít vào đây ha. Bê bắt đầu anh cho cá vào để hấp thôi. Bê. Nó là hơi là chật. Thấp thôi. Đây. Chúng ta sẽ bê vào cho vào lu hấp cho các bạn. Đây cho vào cái nồi cho lấy lu vào, cho đấy vào giữa, quay, cho vào giữa. Dựng nó lên. Cho đấy vào giữa, nghiêng nó lên, nghiêng con cá lên này. Nghiêng nó lên để chín. Còn đây cho vào giữa. Sắp xếp cá đấy khi vào giữa. Nhìn trong lu hơi tối các bạn ạ. Hơi khó nhìn một chút thôi. Bé hấp lu. Cá hấp lu. Cho rau. Bình thường là các bạn hay ăn vịt. Gà vịt quay lu không? Phải là món cá hấp lu á. Lu hay gọi là cái chum được. Chum hay cái là bại. Thì mỗi người gọi các bạn, mỗi nơi. Đây các bạn coi, mình đã cho vào trong cái lu này.
đậy vùng hấp được bạn ạ. Như một con bia này không biết có đủ chín được con cá này không nhỉ. Đang mình hấp cá mình đang đun hấp các bạn. Đang hấp được cái chum này. Cái chum cái lu này to phết rồi các bạn. Đây là cái trong cá ở trong cái lò luyện đơn. Ngày xưa là có cái lò luyện đơn luyện đan đấy, bây giờ cá mình luyện là luyện cá các bạn. Đây các bạn xem cái chum này. Đây, cậu bạn đang bao lâu cá chín đây các bạn, đang đun đây các bạn đoán thử xem trong cái lu ấy nó sẽ bao lâu chín. Nghĩ nó có nhưng vẫn sống mà như tôm vẫn sống mà. Cá thật là nhiều xương rồi. Cá chưa được đâu, cá này là hành tinh rồi, khó nhiều lắm. Nó ăn bao nhiêu linh đơn với kìa. Ăn thêm một mâm linh đơn đi. Cá hồ. Lò luyện đơn này à. Các bạn chờ đợi 749 ngày nhá. Đây 72 ngày này các bạn ạ. Hừng mở trước xem thế nào. Có mùi các bạn ạ. Cái cây lô sồi à. Đấy. Chống nước nữa. Nước sôi à. Mẹ bà sụp cho tí rồi. Rồi cho cái già rổ rau rồi. Vậy ngang nếu mà không dọc. Đây. Cá đây các bạn. Đó đây. Chín được các bạn. Chín hơn rồi các bạn. Rất là ngon đấy. Ở đây. Ui đấy. Mẹ mày sao trên nào chỉ hết. Hết đây, xin mời tất cả các bạn nhé. Đây là món cá hấp lu đây các bạn, cá hấp lu rất là ngon, luyện 7749 ngày đấy các bạn. Đó, thằng bạn cũng bảo luyện 77 tại 981 ngày cơ, không phải 49 ngày nữa. Vâng. Mời mọi người nhé. Mình thử thế nào. Đây mọi người nhìn này, thường quá. Mọi người nhìn cá sục siêu to khổng lồ. Cá chuối siêu to khổng lồ. Cá sục. Rồi. Đây mời mọi người thưởng thức của mình nha. Mình đã cuốn gói nem các bạn ạ. Mình đang cuộn. Đây. Mời các bạn thưởng thức cùng em mình nhỉ. Đây rồi. Mình đang làm cuộn gói các bạn. Mình ơi. Đang cuộn với mắm muối các bạn. Đây cá này. Các bạn nhìn cá này. Cá mắm. Còn mút cả tay cơ. Để chịu ông luôn rồi. Đây. Đây cá hấp rất là ngon các bạn. Đi. Món cá hấp bia, cá hấp lu bia. Mời cực ngon các bạn. Đây mời mọi người thưởng thức nhé. Đây hôm nay anh em mình lúc làm có mấy người các bạn. Đây con cá các bạn coi này. To chưa các bạn, to chưa? Chín đều các bạn. Rất thơm, rất ngon đấy ạ. Bởi vì các bạn nhìn cá hấp thì thường màu nó sẽ không được liên màu đấy. Nên nhìn thấy thịt nó trắng thôi chứ bình thường thì nó kho. Thân đặc kỳ các bạn. Đây các bạn mời các bạn ăn cùng anh em mình nhé. Các bạn thấy con cá này có ngon không ạ? Ngày hôm nay con cá này hơi nhỏ các bạn. Nhà mình bỏ đem hấp lu. Chứ còn nếu cá to thì nó sẽ khác các bạn. Tại vì anh em mình hôm nay là sản phẩm đi câu mà. Đi câu ngày mưa các bạn. Được như này là cũng được, quá là tốt được các bạn. Đây một con chuối đây các bạn. Long nó còn không thèm cuốn gì nữa nhỉ. Bốc ăn thẳng luôn. Ăn rất là sướng. Rất là ngon. Tuyệt vời luôn các bạn. Rất là ngon đấy. Đây.
mời mọi người ăn cùng anh em mình nhé. Đây cả đây mình rất là thích ăn cuộn này. Cuộn ăn này vừa ngon hơn là chấm vừa rất là no, nó mới dễ, vừa cả dễ luôn, rất là ngon. Đây nhiều khi nghĩ anh vẫn còn thèm thôi mà. Đây các bạn cùng coi, mời mọi người ăn cùng mình nhé. Đây mời này, mình bắt thì coi này, miếng thịt trắng, cá trắng như vậy rất là ngon đấy, thịt trắng rất là thơm. Đây mời mọi người nướng này rất là ngon đấy. Hôm nay nghe mình làm món nướng cơ, nhưng mà ấy trời mưa các bạn, thế là thôi mình quyết định làm món cá hấp lu ạ. Con cá hấp lu rất là thơm ngon cực kỳ luôn. Đây các bạn coi, mấy thánh đang chém gió, chém gió các kiểu luôn, và không chịu ăn rồi, chỉ ngồi chém gió. Còn cái thánh ăn thì mình như là quay một chút thôi, bảo quay nhiều quá thì nó ấy. Đây kia đấy, mày ăn ít, ăn cái lượng ăn cả ngon không? Ăn được, nhìn ấy bạn ăn rất là ngon đấy, bạn coi cá rất là ngon đấy, nhìn các bạn ăn thì rất là ngon. Để thánh tuấn hay là tốc ấy, mình hay đùa gọi là tốc, còn kia là ông tiểu. Ông tiểu ấy, ông ăn ông ngồi ông chém gió từ đầu giờ. Mời mãi không chịu xuống, xuống bảo ăn thì xuống ngồi chiếm gió. Đây mọi người coi. Đây, xin mọi người thế nào? Rất là ngon các bạn. Sau khi anh em mình ăn giá thì thằng bạn mang ít mực các bạn ạ. Mực thì nó phải mang uống bia nhưng mà mình ăn thì ăn cá được các bạn. Ăn hết cái đống cá này đủ no lắm rồi các bạn, ngon lắm đấy. Đây 800 con to bàn tay này, 800 nửa cân gì, bừ 1,6 cân, 800 một cân loại có đùng rồi. Mày tao đi năm nào thì đi biết. Đấy, mọi người xem video hôm nay của anh em mình thế nào, thế hay hãy cho cái món cá hấp lu của mình một like một tim nhé. Hãy chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ mình để theo dõi những video tiếp theo của mình làm nhé. Xin hẹn lại các bạn mọi người những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Chơi quân hay cảm nó lắm, chẳng chơi quân thì chẳng biết. Đâu chơi rồi. Đây đôi khi mẹ bẵng thời gian không thấy tin tức gì này, có khi bị trục trặc.